À, cháo huyết 5k có gì nha cả nhà. Đây, hai miếng da heo, ớt, hành, huyết. Huyết nè cả nhà, huyết. Giá rồi tiêu. À, rồi cái này là bánh. Con giới thiệu mọi người nha cô. Không biết cháu mình là 5.000 một tô à cô? Dạ. Ồ, này xét không? Cháu quyết 5.000 một tô nha cái nhà. Chặt nữa cuộc sống Sài Gòn TV sẽ thưởng thức. À, này hấp dẫn quá. Đây, cô cháu này. Cháu quyết đây, 5.000 một tô. Rồi, bác Tám ơi, dạ anh Tám, anh qua đây giúp em anh Tám. Mọi người thưởng thức trên lầu anh ơi. Ngay chỗ góc đường Nguyễn Hữu Hào. Cô đường đây là đường gì vậy cô? Tôi gì cũng 5.000 hết nhà cô. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cháo 5.000, bánh 5.000. Ờ, cháo 5.000 này cả nhà ơi. Này, một tô cháo 5.000 hấp dẫn không? Ồ, đây. Cái nhà nhìn thấy không? Khá là hấp dẫn nha. Và đặc biệt đó là mình em thấy đó là ngồi ghế nha cái nhà. Ngồi ghế, mọi người ngồi rất là đông. Đó, mỗi người vô là ngồi thưởng thức. Cháo 5.000. Hai cháo cùng ra một chiếc công là ba. Rất là đông. Đây là góc đường Nguyễn Hữu Hào này. Số 3, đối diện số 36 Lô U nha cả nhà. Cư xá Vĩnh Hội, đường Nguyễn Hữu Hào, phường 4 quận phường 8 quận 4. Anh ơi á. Chén đặt hết chưa? Cái này đủ đi. Bắt đầu tới hai cái phòng da nè. Một ngày là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 6 giờ sáng tới 10 giờ. À, 6 giờ sáng tới 10 giờ trưa. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó, hấp dẫn nha. Đây không da một cái gì đây? Biết không? Đó là bán chị đây. Dạ bán chị. Bán chị cho tôi đi tù. Ở dưới không da ở ngoài rồi đó. Ở dưới đó không da luôn ha. Đây này là cô múc nè cái nhà. Cháu quyết. Ở Sài Gòn hôm nay là có một cháu 5.000. Để thưởng thức thử nha cả nhà. Ủa này mọi người nè, đến đặc biệt là một cả nhà có bánh không bà? Mọi người đến ăn là ngồi những cái chiếc ghế này nè cả nhà, rất là đặc biệt. Đông lắm cả nhà ơi, đến tấp nập luôn. Sơn ra hộp rồi con. Dạ gì tên gì gì? Mỗi mai đầy đủ. Cái đó là gì không da nè chị hai. Okay.
Hồng. Hồng à, dạ cua Hồng nha cả nhà. Dì Hồng, dì Hồng. Dạ nghe ơi. Cái tên quán của mình đó là tên gì cô? Hay là không có tên? Dạ. Mà mấy anh kia là đặt là cháu Quyết cô Tư. À, cháu Quyết cô Tư hả? Dạ, cháu Quyết cô Tư nha cả nhà. Ừ. Cái bên trong kia cháu một quý kia thấy không, thấy cô cháu khá là hấp dẫn nha cái nhà. Cháu Quyết 5K, cháu Quyết 5K cứ vậy. Cháu Quyết 5K, cháu Quyết 5K đây cả nhà ơi. Cháu một Quyết. Thưởng thức của anh chị ở dưới luôn. Hấp dẫn không? Ồ đây ngồi bên đây nữa nè cả nhà ơi, không chỉ cần cái ghế thôi nha. Cháu Quyết 5K mình đi em quay toàn cảnh luôn cho cả nhà. Đi góc bên này. Ồ. Ồ, cả nhà thấy không? Ồ, cháu Quyết 5K nè. Khung cảnh là khá là toàn cảnh ở phía này góc này nha cả nhà. Nè, cái kia là lô U của trong cư xá Vĩnh Hội nha cả nhà. Đó. Lô U cư xá Vĩnh Hội hay là chùa à, ngay chỗ gốc chùa Giác Quang. À chùa Giác Quang là đi vô ở này hả? Ẩm thực đường phố Sài Gòn lang thang Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV em sẽ ghi nhận lại rất nhiều địa điểm ẩm thực cho cả nhà, đặc biệt là em phát hiện ra quán cháo Quyết này, cô Tư này cả nhà. 5K cháo Quyết 5K rất hấp dẫn nha, rất đông khách. Mọi người đến rất đông. Rồi bắt đầu là bây giờ mình sẽ thưởng thức thử nha cả nhà. Cho con tô nha cô. Ừ. Dạ. Lên trước rồi đi anh. Dạ, đây qua đây ngồi. Không biết không á cậu ơi. Biết không lấy giá luôn kìa. Mọi người ngồi thưởng thức nè. Đây là có những chiếc bàn nè, hấp dẫn không? Món đơn giản thôi nha cả nhà, nhưng mà là rất là hấp dẫn. Rồi, à, cháu Quyết 5K có gì nha cả nhà? Đây, hai miếng da heo, ớt, hành, quyết. Quyết nè cả nhà, quyết. Giá rồi tiêu. À, rồi cái này là bánh gì mình quen tên nữa cả nhà, bỏ vô này. Hấp dẫn đó, hấp dẫn không? Quán nè, mọi người ngồi đơn giản nè. Này cửa nhà, mời cả nhà nha, mời cả nhà nha. Cả nhà thấy cái muỗng không? Có muỗng rất cổ kính nha. Ngon quá. Muốn ăn đường phố đơn giản nhưng mà ngon lắm. Chiều nay 4 giờ đó báo công an coi nha mấy chị ơi.
đông quá cả nhà. Cái tô này khá hấp dẫn nha. Về nó mới ngon. Chảo ngon lắm. Đơn giản thôi, vị hè. Bánh nè. Bỏ vô. Bánh này cũng ngon đó nha. Bánh này mình quen cái tay mắt. Thưởng thức một tô cháo rất là hấp dẫn. Dạ, nhiêu tiền anh? Ngon quá. Dạ 10.000 anh ơi. Dạ. Cảm ơn, giúp cậu anh rồi chị cơ.